đi học đâu phải chỉ biết mỗi học, học sinh 10 nghĩ ra đủ trò chẳng giống ai, hết bày trò nghịch ngợm rồi kéo nhau đi chơi đến chụp ảnh sống ảo chẳng thiếu trò gì. Vậy nên các trường học cũng phải thay đổi để ngày càng tâm lý, càng quan tâm đến đời sống và suy nghĩ của học sinh nhiều hơn. Nhiều ngôi trường dần đầu tư không gian sống ảo khi không chỉ giúp làm đẹp trường mà còn khiến học sinh mỗi ngày đi học lại hứng thú hơn. Như gốc cầu thang dán hết công thức toán hay bậc cầu thang ngập tràn sắc màu rực rỡ từng gây sốt cộng đồng mạng, khiến dân tình cứ kháo nhau phải đi đến check-in một lần. Mới đây, một khuôn viên sống ảo khác đã được dân mạng tìm ra. Đó là cây cầu tre bắc ra giữa hồ sen ở trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chưa được đi vào hoạt động nhưng cây cầu nhanh chóng khiến sinh viên trong trường thích thú và chia sẻ rầm rộ. Vậy là muốn chụp ảnh concept đầm sen, sinh viên chẳng cần đi đâu xa gì đã có ngay nơi chụp dựng sẵn trong khuôn viên trường như này rồi. Cây cầu tre nhỏ lọt thỏm giữa hồ sen. Tuy chưa được đi vào hoạt động nhưng việc xây dựng cây cầu khiến nhiều sinh viên thích thú và chia sẻ rầm rộ. Ảnh Ngọc Trinh. Ai cũng công nhận đây sẽ trở thành điểm check-in cực quan mỗi mùa hoa sen nở. Ngay khi được đăng tải trong trang học đường nổi tiếng, bài đăng đã nhận được nhiều ý kiến khen chê từ cộng đồng mạng. Đa phần ai cũng khen trường tâm lý, không chỉ dạy tốt mà còn quan tâm đến nhu cầu sống ảo của sinh viên. Nhưng cũng không ít người cho rằng cây cầu này lên hình hơi xấu, cầu cũng hẹp nên việc chụp ảnh rất bất tiện, đi đông chút có thể bị té ngộ. Trường mới xây hoàn tránh lắm nhưng tân sinh viên vẫn chưa biết mùa trường như thế nào, một bạn sinh viên Y Lâm của trường chia sẻ. Ai thích nuôi cá và trồng thêm rau thì đến trường học nhé. Bạn Tường Dân bình luận. Cây cầu và đầm sen giống khuôn viên ở trường Hà Nội quá, nhưng bên đó đẹp hơn, dài hơn với khung cảnh xung quanh không có sơ sát thế này, bạn Quỳnh Giang chia sẻ. Đi xa chứ chục thế này thì mũi cáo nát chân, bạn Đức Quý bình luận. Chắc sinh viên đi học mặc áo bà ba hay mặc lớn như thời xưa rồi ra chơi tranh thủ ra đi chụp hình luôn, bạn Diệt Hà chia sẻ. Lên hình nhìn mỏng manh quá, sinh viên tụng 5 tụng 7 mà đi có mà gãy cầu rồi rớt điện thoại xuống hồ rồi ai dám chụp, bạn Minh Tuấn bình luận.